Chị Linh hôm nay ca được buổi thứ mấy rồi chị nhỉ? Buổi 18. Ôi chết, chị đăng ký gói bao nhiêu buổi đấy? Nhiều rồi đúng không? Đi bơi nhiều ấy. Đến là quen cả mặt của các cô luôn rồi. Cô nào cũng được. Mẹ bây giờ là cho các cô là gì cũng được rồi. Nhưng mà về chỗ viếng ăn ngủ tốt không chị? Em thấy đợt này ngồi cũng vững hơn rồi đấy. Vâng. Cố gắng duy trì một tuần đến một buổi chị nhá. Mặc bỉm.